và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi tới quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 26 cụm công nghiệp được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên quyết định thành lập với tổng diện tích gần 1.200 ha, tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 13.000 tỷ đồng, trong đó có 18 cụm công nghiệp được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên lựa chọn 7 cụm công nghiệp xếp vào dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021-2025. Đến nay, có 13 cụm đang được thực hiện thu hồi đất với tổng diện tích đã đền bù giải phóng mặt bằng được gần 540 ha, đạt 70% tổng diện tích phải giải phóng mặt bằng. Có 4 cụm công nghiệp là Minh Khai, Quảng Lãng, Đặng Lễ, Phạm Ngũ Lão, Nghĩa Dân, Trần Cao, Quang Hưng đã cơ bản thu hồi xong đất, đang xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Có 5 cụm công nghiệp, chủ đầu tư đang phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện phê duyệt phương án đền bù giải phóng mặt bằng, thủ tục pháp lý theo quy định hiện hành là các cụm công nghiệp, làng nghề Thụy Lân, Yên Mỹ, Vân Du, Quang Vinh, Hòa Phong, Chính Nghĩa. Việc hình thành và phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong thời gian vừa qua đã góp phần đáp ứng mặt bằng sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bên cạnh đó, với việc thu hút được nhiều nhà đầu tư vào các cụm công nghiệp đã tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ cho sản xuất công nghiệp của tỉnh theo quy hoạch khai thác được tiềm năng lợi thế của tỉnh. Công nghiệp đã trở thành ngành đầu tàu, đóng góp chủ yếu vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Với mức tăng trưởng ngày càng cao, ngành công nghiệp chế biến chế tạo đã có tác động tích cực lan tỏa đến các ngành khác. Nhiều sản phẩm công nghiệp của tỉnh tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu như là dệt may, cơ khí, điện tử. Việc hình thành và phát triển một loạt các cụm công nghiệp đã từng bước tạo ra hiệu ứng kinh tế xã hội tích cực, tạo điều kiện thuận lợi, khả năng tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, có điều kiện phát triển, tạo điều kiện xây dựng thương hiệu sản phẩm làng nghề. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã xây dựng phương án phát triển cụm công nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để tích hợp vào quy hoạch tỉnh theo luật quy hoạch. Theo đó, giai đoạn 2021-2030, tỉnh tập trung thu hút các nhà đầu tư có năng lực uy tín đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng, các cụm công nghiệp được quy hoạch, tạo tiền đề hình thành và phát triển các cụm công nghiệp sạch, chuyên ngành, sinh thái, phụ trợ. Từng bước chuyển các cơ sở sản xuất công nghiệp hiện hữu đang nằm trong khu dân cư, ngoài khu, cụm công nghiệp vào trong khu, cụm công nghiệp để hoạt động sản xuất kinh doanh. Không tiếp nhận bố trí bổ sung dự án sản xuất công nghiệp ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, xen lẫn trong khu vực đô thị, khu dân cư. Ngay sau khi có thông báo thu hồi đất, phục vụ dự án khu công nghiệp Yên Mỹ 2 mở rộng, gia đình ông Hậu, ông Quảng cũng như nhiều hộ gia đình khác ở thôn Quần Ngọc đồng thuận bàn giao diện tích đất nông nghiệp của gia đình mình. Hộ ít thì 5 sào, hộ nhiều gần 1 mẫu đất nông nghiệp và tất cả diện tích khi bàn giao đều giữ nguyên hiện trạng. Kể cả xúi dục chúng tôi cũng không làm, tại vì chúng tôi xác định rồi là có thế nào hưởng như thế thôi. Thôn tôi là không có ai vi phạm về mang cây ra trồng để chuộc lợi. Gia đình chấp hành rất đầy đủ chủ trương chính sách của nhà nước, giao lại toàn bộ diện tích, không làm trái lương tâm mang cây qua nhà rồng chạy dự án để chuộc lợi. Dự án đầu tiên thu hồi đất tại địa bàn xã Trung Hòa vào năm 2008, ngay theo xúi dục một số hộ dân mang cây lâu năm về trồng trên diện tích lúa. Sự việc gây khó khăn cho công tác kiểm đếm, xác minh, xử lý và bồi thường giải phóng mặt bằng. Xã đã kiên quyết mời các hộ về trụ sở làm việc và yêu cầu di chuyển ngay số cây đã trồng. Rút kinh nghiệm từ sự việc trên, các dự án sau đó được xã giao cho cơ sở thôn, các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền và kiên quyết ngăn chặn xử lý khi phát hiện sai phạm. Giao cho anh em công an nắm tình hình trường hợp mà đã mua cây về để thực hiện cái việc mà trồng cây trồng đợi, chúng tôi phải ngăn chặn ngay từ đầu. Còn nếu mà để xảy ra thì đương nhiên các hộ sẽ học nhau, nó tạo ra cái mất công bằng, nên chúng tôi phải xử lý kịp thời trong các dự án tiếp theo, cái việc thu hồi nó dễ dàng hơn. Từ những kinh nghiệm trên, dù giải phóng mặt bằng 8 dự án với tổng diện tích đất trên 300 ha của trên 3.000 hộ dân, trong đó có 2 dự án trọng điểm của tỉnh là dự án khu công nghiệp Yên Mỹ Vigracera và dự án khu công nghiệp Yên Mỹ 2 mở rộng, nhưng xã Trung Hòa không để xảy ra tình trạng trồng cây đón đền bù.
Và đây là địa phương được đánh giá cao về nỗ lực giải phóng mặt bằng nhanh, tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư thực hiện dự án đúng tiến độ. Ngoài ưu tiên quỹ đất cho khu công nghiệp, tỉnh Bình Dương đang từng bước hoàn thiện hạ tầng phụ trợ như trường học, khu thương mại, giải trí, tạo hệ sinh thái để thu hút nhà đầu tư. Thủ phủ công nghiệp Đông Nam Bộ chuyển mô hình phát triển từ công nghiệp dịch vụ, nông nghiệp sang công nghiệp dịch vụ đô thị. Cùng với quá trình chuyển đổi, tỉnh định hướng xây dựng mô hình khu liên hợp công nghiệp dịch vụ đô thị, trong đó các khu công nghiệp sẽ gắn liền với khu đô thị thương mại dịch vụ giải trí chất lượng cao, khu dân cư và tái định cư. Việc xây dựng các cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ thành hệ sinh thái hoàn chỉnh được địa phương xác định là chiến lược thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Theo ông Phạm Ngọc Thuận, Tổng Giám đốc Besamic IDC, ngoài những yếu tố về hạ tầng, chính sách hỗ trợ, các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là từ Mỹ, EU, rất quan tâm tới những khu bền vững, trong đó hệ sinh thái xung quanh khu công nghiệp như hệ thống giáo dục, y tế, khu nhà ở dành cho lao động, khu tiện ích phục vụ cuộc sống là yếu tố được chú trọng. Lãnh đạo của doanh nghiệp cho rằng muốn đón ông lớn đến đầu tư, các khu công nghiệp tại Bình Dương cần nâng cấp lên chuẩn mới theo nhu cầu của thời đại. Để thúc đẩy các cơ hội kinh doanh và đầu tư của các doanh nghiệp FDI, Bình Dương đang quy hoạch thêm 15 khu công nghiệp với tổng diện tích 10.200 ha. Trước mắt, địa phương này ưu tiên hoàn thiện các khu công nghiệp như Bầu Bang, Cây Trường, V-Ship 3. Tỉnh cũng nâng cấp mở rộng thêm các tuyến đường giao thông quan trọng như quốc lộ 13, vành đai 3, vành đai 4 và nhiều tuyến đường khác để tăng kết nối khu vực và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Toàn tỉnh hiện có trên 64.000 doanh nghiệp trong nước, tổng vốn đầu tư trên 700.000 tỷ đồng, hơn 4.100 dự án FDI từ 65 quốc gia đổ vào Bình Dương, tổng vốn 40,2 tỷ đô la Mỹ. Tỉnh hiện có 29 khu công nghiệp đang hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đạt trên 91%, thuộc nhóm cao nhất nước. Thời gian tới, Bình Dương định hướng thu hút các ngành nghề khoa học kỹ thuật mang lại giá trị thặng dư cao. Tỉnh còn muốn xây dựng khu công nghiệp chuyên về khoa học công nghệ nằm trong đề án thành phố thông minh.